Mình xin chào tất cả các em. Vâng, trước khung hình đây là chiếc xe Novo SX và chiếc xe Novo FI. Khách hàng mang đến chỗ mình là hiện tượng là kêu máy lắm anh em ạ. Mình nổ cho anh em nghe nhé. Anh em nghe thì tiếng kêu này rất là to đúng không? Đấy. Là chiếc xe này kêu ở đâu? Mình nâng cầu nâng lên đã. Rồi, mình nâng lên rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo dỡ. Chiếc xe này cũng bị gãy ốc rồi. Rồi, chiếc xe này còn mất lọc gió bên côn luôn anh em nhé. Này, mùn mất hết luôn, chả còn gì, bay hết rồi. Chứng tỏ là xe này là chả bảo dưỡng gì cả, lâu lắm rồi không bảo dưỡng. Đây là đất cát bụi tự do ở dưới đường là hút hết vào đây luôn anh em nhé, chả có tí lọc này. Vâng, tiếng kêu rất to luôn, dầu chảy
Để mình thử nổ máy xem nào. Cái này chắc chắn là kết quả rồi, kết quả rồi, chức năng rồi, do khô dầu rồi. Tháo hẳn ra này là vẫn kêu này, chắc chắn là không liên quan gì đến bên côn em nhá. Kết quả rồi, rất ghê luôn. Và con này nếu mà khách hàng mà làm máy thì chắc chắn là mình phải nhắc ra mình làm rồi, và mình sẽ tư vấn là thay luôn quả hơi luôn. Mình thì nhiều anh em ấy là thay cái nòng anh em nhé, đấy, đã đóng một cái nòng khác vào đây và thay thì những cái đấy không bền đâu anh em ạ. Vâng, và bây giờ thì chắc chắn là xác định chính xác là kêu ở phần xi lanh với quả bị va đập. Xe này nếu làm thì cũng tương đối là cũng mất nhiều tiền đây, bởi vì đã thay nòng rồi đúng không, anh em phải làm hết cả dàn đầu luôn nhá, thu phát thu biết kiểm tra hết và thớt thì anh em phải làm lại hết. Vâng, vậy thì mình phải báo khách hàng đã anh em ạ, phải báo khách hàng đã để xem là khách hàng có đồng ý thay không đấy, hay là cứ đổ dầu và chạy thôi. Tại vì anh em biết rồi, ở quê ấy, thì để làm những chiếc xe thì phải thỏa thuận với khách hàng trước, nếu không người làm mà tự nhấc ra làm thì cuối cùng nhiều tiền thì khách hàng này không có tiền đâu. Ở quê không phải là như thành phố đúng không ạ, đây là mình phải báo trước đã. Và nếu như mà khách hàng đồng ý làm thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp để quá trình làm tháo dỡ chiếc xe này. Còn nếu mà khách hàng mà chỉ có đổ dầu thôi đấy, chạy cứ để kêu chạy tiếp thì mình sẽ không quay tiếp nữa, và có thể video này kết thúc ở đến đây thôi anh em nhé. Vâng, giá như là khách hàng mà đồng ý thì mình quay thì được dài đúng không ạ. Vâng, và chiếc xe này thì cái hiện tượng kêu là như vậy, kêu rất là mà to luôn đấy. Và anh em cứ dòng xe ga thì dễ rồi, anh em cứ tháo cái bưởng máy, tháo cái bưởng côn ra và anh em có xử lý nghe tiếng kêu nó phân biệt rõ ràng luôn. Vâng, những cái dòng xe mà nó lại đây là đề này là đề ngay tại trong máy luôn đấy, không có cái chuột cái lao đề đấy anh em nhé. Chứ còn có dòng xe lao đề thì bắt buộc là anh em tháo côn ra, mà anh em tháo hết là không đề được rồi đấy, thì anh em bắt buộc là phải cho cái lao đè vào đây, anh em gá cái bộ bộ u ly trước vào đấy, và anh em lấy cán búa anh em ấn vào nhá, nhưng cẩn thận tai nạn nhá. Đấy thì mình đã hướng dẫn để làm video như thế rồi, anh em xem chắc lắm được rồi đúng không ạ, vẫn kiểm tra được, vấn đề được cho khởi động nổ được đấy, nhưng mà anh em phải cẩn thận trong tai nạn thế thôi. Đấy thì cũng phân biệt được, và trường hợp xe này thì dễ hơn, kêu to lắm. Hỏng hết hơi. Xe này là chẳng qua là không chịu khó thay dầu, không bảo dưỡng. Giảm nhẹ thì kêu thế rồi. Thực ra con này nó còn hơi chớm kêu biên một chút rồi, hơi biên cũng hơi chớm. Nhiều khi ấy, nhiều khi là anh em làm máy xong ấy, anh em làm hơi xong nhá, thì có cái tiếng biên nó còn rõ hẳn ra đấy. Nhiều anh em bảo là trước đây ấy, thì không có cái tiếng kêu biên, mà sao bây giờ em làm hơi xong thì tiếng kêu biên lại rõ ra. Bởi vì sao, trước đây là cái quả hơi ấy, nó lỏng đúng không ạ, nó lỏng cho nên là piston đi lên xuống này nó nhẹ đấy, và tiếng kêu biên nó cái độ kêu biên nó giảm đi, nó không rõ ràng. Nhưng mà sau khi em làm hơi xong, hơi piston nó rít nó chặt lại thì cái tiếng kêu biên nó rõ ràng ra ngay. Cho nên nhiều khi anh em làm hơi xong tiếng kêu biên nó rất là rõ anh em nhé. Đây, và xe này cũng hơi chớm kêu biên rồi, xe này chắc chắn làm hơi xong là tiếng kêu biên sẽ lộ ra ngay. Xe này anh em bảo là lọc gió ở bên côn này còn để mình tắt, lọc gió bên côn này còn anh em thấy nó muốn còn không còn dấu vết ở đâu, thì anh em biết là chế độ xe đi chủ xe này như thế nào thì anh em biết rồi đúng không ạ. Vâng, vậy thì nếu như mà khách hàng mà làm thì mình tiếp tục quay tiếp nhé anh em nhé, thì sẽ có phần 2. Còn nếu như mà khách hàng không làm thì chắc là chỉ có phần 1 để thôi, và mình cũng không đề phần nữa anh em nhé. Đây. Và mình nghĩ chắc là khách hàng khả năng là nếu mà nhiều tiền cũng chả làm đâu, vì anh em biết thừa là
với chiếc nòng này mua là cũng khối tiền rồi, hàng triệu rồi. Đấy là công anh em mình làm nữa, đúng không? Đấy, cho nên là khả năng là khách hàng cũng chọn cái giải pháp là đổ dầu và đi tiếp thôi. Novo SX. Vâng, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Thế thì còn anh em mà có nhu cầu về mua máy Montat thì mình vẫn nói rồi anh em nhé. Anh em cứ liên lạc với mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Đấy, anh em mua máy Montat thì mình đều gửi tặng tài liệu cách phân tích dữ liệu động cơ. Đấy, tài liệu về các mã FOV dùng chung với SU. Tài liệu về các mã ESEM của các hãng xe. Đặc biệt là tài liệu hướng dẫn anh em là phân tích một chiếc xe bị mất điện cao áp. Thì phân tích rất là khoa học nhé. Và anh em biết cách dùng bộ máy Montat để anh em áp dụng nhìn thông số này là anh em phân tích được nhé. Và sắp tới mình sẽ làm một video cách phân tích dữ liệu động cơ. Và tất cả những anh em mà mua máy của mình thì đều vào cộng đồng Zalo hết. Để anh em mình sẽ đưa video đó lên để anh em xem và anh em biết cách phân tích nhé. Để còn là video này mình sẽ không đăng lên YouTube. Cho nên là tất cả những video mà hướng dẫn cách phân tích thông số này, đây là video độc quyền và sẽ không có ở trên các trang mạng xã hội. Chỉ dành cho những anh em mua máy thôi. Anh em sẽ được xem những video đó nhé anh em nhé. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.